các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Đây là bài học thứ 3. Trong 2 bài trước, chúng tôi đã nói về định nghĩa hôn nhân và mục đích của hôn nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày một số lý do tại sao con người cần có hôn nhân. Bạn và người yêu đã quen nhau một thời gian, sau đó tình bạn biến thành tình yêu. Chúng tôi tin rằng các bạn đã cầu nguyện để tìm biết ý Chúa, đã có nhiều cơ hội trao đổi để biết rõ nhau, và vì thế bây giờ các bạn muốn bước vào hôn nhân để đi chung đường đời với nhau suốt cả cuộc đời. Đó là điều rất tốt, chúng tôi xin chúc mừng bạn. Nhưng trước khi hai người cam kết cả cuộc đời cho nhau và với nhau, các bạn cần biết rõ hôn nhân là gì, hôn nhân đòi hỏi gì nơi các bạn, hầu có thể chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Có như thế, khi về sống chung với nhau, các bạn mới tránh được những thất vọng, nản lòng, là những điều gây tổn hại cho hạnh phúc gia đình. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, trước khi dấn thân vào một điều gì lớn lao và lâu dài, chúng ta cần nghĩ đến cái giá mình phải trả để xem mình có đủ sức dấn thân vào đó hay không. Lời dạy này ghi trong Phúc Âm Luca chương 14 như sau. Đức Chúa Giêsu phán: Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn, cho biết mình có đủ của đặng làm cho xong việc sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười, mà rằng: Người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Từ câu 28 đến câu 30. Các bạn đã đến tuổi trưởng thành. Khi đến tuổi trưởng thành, chúng ta không sống với cha mẹ nữa, nhưng lập gia đình để bắt đầu cuộc sống riêng, xây dựng hạnh phúc riêng. Bạn đang đứng trước ngã rẽ quan trọng đó. Nhưng có bao giờ bạn suy nghĩ xem tại sao mình lập gia đình? Lập gia đình để làm gì? Mình có mục tiêu gì cho gia đình mới? Có bao giờ bạn đặt những câu hỏi như: hôn nhân sẽ mang lại cho tôi điều gì và đòi hỏi nơi tôi điều gì? Tôi có trách nhiệm gì trong đời sống hôn nhân? Đây là những câu hỏi quan trọng cần đặt ra và cần tìm câu trả lời. Qua lớp dự bị hôn nhân này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm câu trả lời, nghĩa là tìm hướng đi cho hôn nhân của các bạn và giúp các bạn thấy rõ trách nhiệm của chính mình trong đời sống vợ chồng sau này. Bây giờ mời các bạn trở lại với câu hỏi: hôn nhân là gì? Hay là nói đến hôn nhân là nói đến điều gì? Khi nghĩ đến hai chữ hôn nhân, một số người đã nghĩ đến những điều khác nhau, và chúng tôi xin trích lại đây suy nghĩ của những người đó về hôn nhân. Có người nói: hôn nhân giúp tôi đỡ cô đơn trong cuộc sống, nhất là những lúc đau ốm hay khi đã già yếu. Có gia đình tôi không sợ cô đơn. Người thì nói: tôi lập gia đình vì muốn chia sẻ cuộc sống với một người bạn đời, vì hai người thì vui hơn là chỉ có một mình. Một người khác nói: tôi muốn gây dựng gia đình riêng để bù đắp những thiếu thốn của chính mình và sửa đổi những lỗi lầm trong gia đình cha mẹ tôi. Một người khác nữa nói rằng: tôi lập gia đình vì tôi muốn đi chung đường đời với người tôi yêu và người yêu tôi. Một số người khác thì có cái nhìn về hôn nhân như sau đây. Thứ nhất, hôn nhân là một cuộc phiêu lưu với nhiều điều bất ngờ. Những bất ngờ đó có khi vui thích, có khi đau đớn. Thứ hai, hôn nhân là một hành trình mà người bước vào đó có nhiều trách nhiệm và nhiều chọn lựa. Một cái nhìn khác về hôn nhân là: hôn nhân là một tiến trình giúp tôi trở nên người trưởng thành đúng như điều Chúa muốn. Người thì nói: hôn nhân là nơi để tôi học về ý nghĩa của tình yêu, cũng là nơi giúp tôi hiểu được tình yêu Chúa dành cho tôi. Có người thì xem hôn nhân như món quà và nói rằng hôn nhân là món quà Chúa ban cho con người, trong đó có tôi.
Và có người thì nói hôn nhân là điều Đức Chúa Trời lập ra để đáp ứng nhu cầu trong đời sống tôi, nhu cầu tình cảm, tinh thần, tâm linh và thể xác. Đó là suy nghĩ của một số người về hôn nhân. Riêng đối với bạn, hôn nhân là gì? Bạn nghĩ gì hoặc định nghĩa thế nào về hôn nhân? Chúng tôi mong rằng sẽ có dịp được biết suy nghĩ của các bạn, nên các bạn nhớ viết thư về và chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của các bạn về hôn nhân. Dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta có thể định nghĩa hôn nhân như sau đây. Hôn nhân là mối quan hệ đậm đà mật thiết giữa một người nam và một người nữ trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Mối quan hệ này kéo dài suốt cả cuộc đời nhằm đáp ứng nhu cầu tình cảm, tình bạn và tình dục của con người. Hôn nhân là ràng buộc của tình yêu chứ không phải của pháp luật. Tình yêu đó phản ánh tình yêu của Chúa đối với con dân Ngài. Trong tình yêu này, vợ và chồng kết hợp là một, một thể xác, một đời sống và một đơn vị đặc biệt trước mặt Chúa. Đó là định nghĩa đầy đủ của hôn nhân. Trong quyển sách tựa đề More Communication Key to Your Marriage, ông Norman Wright là một nhà khải đạo chuyên về hôn nhân và gia đình, đã mô tả hôn nhân trong bốn ý nghĩa sau đây. Ông nói, hôn nhân là món quà của đời sống. Hôn nhân là phục vụ. Hôn nhân là mối quan hệ mật thiết. Và thứ tư, hôn nhân là một trường huấn luyện. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những điểm này một cách chi tiết. Trước hết, chúng tôi nói về điểm đầu tiên, tức là hôn nhân là món quà của đời sống. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng hôn nhân là món quà không? Hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta. Nhưng hơn thế nữa, trong hôn nhân, bạn là món quà cho vợ hay chồng của bạn, và người đó cũng là món quà của bạn. Nói đến quà là nói đến chọn lựa. Bạn đã từng đi mua quà nên có lẽ có kinh nghiệm về việc chọn quà, phải không? Khi chọn quà cho mình hay cho ai, chúng ta chọn một cách cẩn thận với nhiều suy nghĩ và cân nhắc. Chúng tôi mong rằng các bạn cũng đã cầu nguyện, suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định chọn người bạn trăm năm là món quà suốt đời, món quà quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Khi bước vào hôn nhân, bạn sẽ trở thành món quà cho người bạn đời của mình. Nhưng bạn sẽ là món quà quý và giá trị, hay sẽ là món quà không quý và không giá trị? Điều đó tùy ở chính bạn. Đây thật là điều quan trọng. Khi nhớ rằng mình là món quà Chúa ban cho người bạn đời của mình, chúng ta sẽ cẩn thận trong cách sống và cách cư xử với người đó. Dĩ nhiên là chúng ta ai cũng muốn mình là món quà tốt đẹp, ngọt ngào, đem hạnh phúc lại cho người yêu, chứ không ai muốn mình là món quà cay đắng, đem lại đau khổ cho người mình yêu. Để có thể trở thành món quà quý giá và hữu ích cho người bạn đời, chúng ta cần cẩn thận trong cách sống hàng ngày, lấy lòng vị tha, bao dung mà cư xử với nhau. Chúng ta phải dành thì giờ cho nhau, nghĩ đến phúc lợi của nhau và hết lòng quyết tâm mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau.